Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình ghé lại nông cơ Thông Tâm, địa chỉ là phường Bào Sen, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0972 845 124. Chào Phong. Dạ, em chào anh. Sao cho em dạo này buôn bán thấy có vẻ là thấy bán hổng rầy, thấy bán dữ sợ chứ nhiều quá rồi. Anh cũng thấy nó bán nhiều quá rồi, nó giàu quá làm biến không có gì đâu anh, cũng rai rai anh ơi, cũng rai rai thôi anh. Bữa nay cũng về một số mẫu xe mới để em, cũng nhờ anh quay quảng bá cho em một tí xíu. Thì em sẽ báo giá toàn bộ tất cả các xe của em luôn. Thì cô chú anh chị nào mà có quan tâm, mà có ưng ý được cái xe nào thì cứ nhấc máy và điện thoại trực tiếp số điện thoại 0972 845 124 để gặp trực tiếp em luôn nha anh nha. Luôn. Rồi. Đây, như đây là con Turo Watchman. Turo Watchman anh, con này máy xăng. Đó. Con này là hàng hơi bị VIP luôn. Đó. Máy xăng. Máy xăng anh. Thì con này khi mà mình đứng một chỗ lại thì mình nó không có nổ máy đâu anh. Khi nào mình đạp ga vô nó mới nổ. Thì nó như những chiếc xe Gold. Đây nó cũng tựa như giống như những con này luôn. Con này đang có giá là 75 triệu anh. 75 triệu con này. Đó, Turo Watchman. Nó xài động cơ OHV một máy. Xài động cơ OHV máy xăng nha anh. Một máy cũng máy cũng rất là lớn. Thì ở đằng sau này mình có thể chở được khoảng 500-700 kg. Đó, mình chở 500-700 kg, mình đi dạo vườn, dạo rẫy hay là mình đi chở phân bón, mình thăm vườn đồ cũng rất là ok nha anh nha. Cái này hai cầu một cầu. Dạ, cái này nó một cầu nha anh. Một cầu. Dạ, gọi là rồi. Turo Watchman đó anh. Watchman. Rồi, tiếp. Tiếp theo là con IHI máy đào. Mang thương hiệu là IHI 32G. Con này là bơm bê tông gầu 1.5, gầu hơn 1.5 một tí anh, là nó gần 0175 lận. Đó là con này bơm bê tông tay lái kẹt nách, động cơ ba máy Isuzu heo rời, tay lái thủy đó. Có đường búa chờ đầy đủ luôn. Con này đang kêu bán với giá là 175 triệu anh. 175 triệu là full chức năng luôn. Full chức năng, đúng rồi, rùa thỏ đường búa đồ máy móc đồ mình bao zin không? Em bao zin nhanh 100%, bao cho bà con là hàng hàng zin 100%. Nhưng mà máy này em thấy làm như có tút anh, gầu biết rồi. Nói chung là có dặm sơ một tí xíu anh, dặm sơ một tí xíu, sơn tí cho nó sáng cái xe đúng lên. Rồi cho nó sáng cái xe ra thôi. Chứ còn máy móc bơm bọng là em bao zin 100%. Đó, có mua tay lái kẹp nách rồi nghiêm chỉnh năng. Nói chung giá cũng rất là rẻ. Cái dàn sườn thì mình thấy không có dặm tút gì cả. Đúng rồi anh. Xích đồ mình thấy đẹp, không có bị nứt bị gì hết. Chính xác. Ngon lành. Nói chung xe bên em, xe cốt bên em là em toàn là lựa những cái con xe tuyển chọn không anh nè. Đẹp. Đó. Và đây là con thứ ba. Con này là con xe Gold. Của nó là hãng Yamaha. Yamaha. Đây đang đi số hiệu là số ký tự của nó là 040 đó anh nè. Đây, máy của nó là máy xăng đây anh. Rất là mới anh. Xin mời cam qua coi cái máy luôn anh. Rất là mới nha anh. Zin mới đó, có bình là bình zin theo xe luôn anh. Zin theo xe luôn. Rất là mới. Cực kỳ là đẹp. Thì con này cũng vậy thôi, mình chạy thì nó chỉ có chừng chừng ga và chừng từng thắng thôi. Mới quá ha. Nó mới lắm, thì những cái xe này xe em lựa mà anh. Đó. Thì cái này nó bị rách tí xíu này. Em sẽ bọc lại nè. Đó, nó bị rách tí xíu đây thôi. Em sẽ bọc cái gì lại thôi. Bọc đúng màu này luôn. Bọc đúng cái màu vô luôn. Cái này nhiêu tiền? Con này nó 65 triệu anh. Ồ, cái này mới giữ ra mấy mui rồi này, lựa nó bóng láng nó không có bị phong hóa ha. Đúng rồi. Cái này bằng composite. Cái này bằng nhôm mà nhôm nó rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Giá thành là chỉ có 65 triệu thôi nha. Kiến rồi còn mới tinh luôn ha. Zin đét đẹp đẹp luôn. Zin đét đẹp đẹp luôn. 65 triệu. Đúng rồi, xe đó, nói chung là tất cả xe đây đều hoạt động ok hết nha anh nha. Rồi, một con Turo Watchman. Và đây thêm một con Turo Watchman nữa cũng giống như con kia thôi. Thì giá thành nó cũng giống như con kia thôi anh. Cũng 75 triệu. Nói chung được hai con. Tha hồ cho anh chị và bà con mình lên lựa chọn luôn. Cũng y chang luôn. Đúng rồi. Y chang không khác gì. Đây yên bọng thì em đã làm yên mới hết rồi. Đó, ngồi rất là yên. Anh nào bọc đẹp dữ á. Yên này yên đặc anh. Này da xịn ạ. Da xịn. Đọc như xe hơi ha. Thì cái này thì nó một tiếng là tiếng mà da lùi là lùi. Đẹp còn ngon hơn da xe hơi nữa. Rất đơn giản, tiếng là tiếng, lùi là lùi thôi. Tiếng lùi ra chỉ cần thắng thôi. Đây là thắng tay. Đây thắng tay. Ra thắng vậy thôi. Dạ. Đơn giản ha. Đơn giản dễ xài. Cũng bằng đồng giá chiếc kia hả? Đồng giá luôn anh. Anh em nào có nhu cầu thì cứ 0972 845 124 nha các bạn nha, gặp Phong nha. Và con này là con
cắt cỏ, chuyên địa hình ngồi lái, ngồi lái hai cầu rưỡi. Hai cầu nha anh, hai cầu, hai cầu ba đô nét, đường dao 1,5 m, đường dao 1,5 m, ba lưỡi dao. Cái động cơ nó cũng Cibora đúng không? Cibora, tất cả đều xài trợ lực hết. Và con này đặc biệt là không xài điện nha anh. Con này nó không có xài điện. Xài cơ hết nè. Nó xài cơ hết. Động cơ máy dầu đúng không? Động cơ máy dầu rất là keng luôn. Cibora máy dầu nè. Ba máy. Rất là keng. Wow. Con này mới lắm, nó cắt. Trời ơi nó mới. Nó cắt phải nó gọi là siêu kinh điển luôn. Mới quá trời mới luôn. Mấy mấy cắt cỏ này ít xài lắm. Ở bên đó nó xài ít. Con này thì giá hơi chát xíu anh nha. Chát là sao? Nó khoảng trên 100 một tí xí. Trên 100. Đúng rồi, trên 100 một tí xí. Giá nó hơi chát một tí tại vì nó xài bằng cơ hết. Đây đường dao 1,5 m. Đó, ba lưỡi dao 1,5 m. 1,500 a. Ủa cái vàng mã vàng kia có bán vậy? Dạ đây quên anh, cái này không? Quên chứ. Cái này là cái cẩu anh. Cẩu Tanano. Tanano con này cẩu 2 tấn hình như là con này cẩu 2 tấn 2 hay 2 tấn 3 đây. Tanano. Đó, 2 tấn. Nó có ghi đây nè. Nó có ghi nè. Ví dụ như là 2 tấn. Không, đây nè, cưng, đây nè, đây nè. Đây đây. 2 tấn 2 nè anh ơi. 2 tấn 2. 2 tấn 7. 2 tấn 2 à, cái cần nó nằm bên kia. 2 tấn 2 à. 2 tấn 2 thôi. Thì con này nó bơm bọng đầy đủ anh nè. Bơm bọng đầy đủ với lại tó đồ đầy đủ, nói chung con này không thiếu một cái gì hết nha. Đây. Bơm đây. Cái này chỉ mình chỉ việc gắn vô bơm thôi là chạy thôi. Chỉ cần về ịn vô xe là mình chạy thôi. Mình có thể mình gắn cho xe cẩu nè. Xe cẩu 2 tấn, 3 tấn hay là 3 tấn rưỡi, 4 tấn gì đó mình muốn gắn thì gì cũng được. Hoặc là mình gắn mình máy cày. Đuôi máy cày đồ. Đó thì được. Con này nó quay 360 độ. Quay 360 độ cần 3 khúc. Có đầu trâu đầy đủ luôn. Đó. Thì giá con này là nó nguyên bộ của nó hết luôn là chỉ có 75 triệu thôi anh. 75 đó. Triệu. 75 triệu thôi. Thì trước kia không có một bộ vậy mà đòi tới 100. Cũng nói chung là cái con cái cẩu này nó rất là đẹp anh, nó rất là mới. Cái này có hai chân rồi chạy ra, hai chân có chạy ra vô lên. Cái này mình rút anh. Nó xài mình kiểu mình rút. Rút thôi. Giật chốt và rút thôi. Cáp vẫn còn luôn. Đầy đủ hết, nói chung cái cẩu này không thiếu một cái gì hết anh. Cái đồ này nó đầy đủ hết. Còn đầy đủ hết. Rồi. Ủa còn cái này cái gì đây? Tời khủng anh. Tời khủng, mới vừa về luôn. Nó bị lủng cái bình dầu, em tháo bình dầu ra đi hàng lại rồi. Cái động cơ này hơi bị ngon á, đời cổ. Đời cổ, động cơ này đời cổ anh. Đó. Thì nguyên cái này thì nó nguyên hết cái này thì trọng lượng của nó là 760 kg này, nó có ghi đây. Nguyên bộ này 700 mấy chục ký là. Đúng rồi. Con này đã tời qua số anh. Cáp 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 tời này, cáp zin luôn chứ. Cáp zin luôn. Trời. Thì cái này á là cáp một này, cáp mấy không phân ra. Cái này mấy mấy ra? 10 ly. 10 ly. Cái này là 6 ly. Cái này 10 ly, cái này 6 ly. Đó. Cái này chịu tải được 10 tấn rồi nè. Bình thường anh. Thì một cái nó chạy ra, một cái nó chạy vô nha anh. Thì nó 10 ly, đó. 10 tấn đó. Đó. Nguyên bộ hết cơm lê như vậy luôn. Đó, hết nguyên hết cơm lê như vậy, giá của nó là chỉ có 30 triệu thôi anh. 30 triệu. Chỉ có 30 cơm lê. Máy móc đồ chạy ngon lành, ngon lành đào hết. Giá rẻ bất ngờ. Đó. Bao nhiêu triệu? 30 triệu anh. 30 triệu. Dạ. Giá rẻ bất ngờ luôn. Giá rẻ bất ngờ luôn. Ủa con này sao cái này mà bật đạn ra? Máy này tưởng 3D. Dạ không, cái này là nó 3D anh. Bật đạn, bật đạn. Không, cái này nó 3D. 3D. Nó lồi ra mà. Không, nó lồi nhưng mà nó 3D anh. Nó không có lồi, lồi 3D chứ không phải lồi bật đạn. Đúng rồi. Anh tưởng lồi bật đạn chứ. Dạ không, cái nào 3D mà nó 3D, cái nào bật đạn mà nó bật đạn vậy chứ. Vậy hả? Sẵn trời con kia sao không có dây cáp gì vậy? Thì con này thì đời nó cao hơn anh. Đời máy cao nó hơn. Máy nó NFA. Máy nó máy NF, máy nó máy đời mới. Thời số hết. Thời số hết. Đúng rồi. Số hết. Đúng rồi anh. Nhưng nguyên bộ này anh bán nhiêu? Thì con này nó mắc hơn tí xíu anh. Con này nó 35 triệu lận. 35 triệu mà có cáp không? Cáp không có anh. Con này nó không có cáp. Cáp 30 giây anh ơi. Cáp thì em lấy cáp này em bỏ qua cũng được. Đâu quan trọng đâu. Rồi tiếp tới cái này đi. Đâu rồi, từ quá trời. Mấy cái cỏ không? Mấy cỏ này nè, Kubota nè. Con Kubota này. Ba máy dầu. Động cơ Kubota ba máy dầu, bẻ lái 4 bánh. Đường kính cắt là 1,2 m. Đó. Xài số nhớt. Tất cả là đều xài số tự động hết. Gọi là số tự động đó. Bẻ lái 4 bánh luôn nè, anh ảnh con đó. Không? Bẻ một cái là nó ăn đều 4 bánh, bánh sau với bánh trước luôn. Đường kính đường 1,2 m anh. 1,2 m à? Dạ. Con này đang bán với giá là 55 triệu. Đúng rồi.
Rồi con cắt cỏ chụp bông hàng xịn này. Con này cắt mắt ạ. 1m4, 3 mấy dầu. 100 triệu không? Nó tầm 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 giá cỡ đó anh. Tầm tầm giá cỡ đó. Đó. Những xích con này mới luôn ha. Xích thì em xích. Thay một xích, em thay xích mới, xích Nhật 100%. Xích mới mà xích Nhật của mắt gen da băng luôn. Đúng rồi. Winchak anh, nó là Winchak. Winchak. Đúng rồi, xích có bảo hành mà. Cái này động cơ nó xài động cơ gì ta? Động cơ 3 máy Mitsu anh. Mitsubishi. Dạ. Cái đường giao ngang nó bao nhiêu? 1m4 anh. 1m4. Trục còn rất là đẹp nè. Thằng này đọc có cái là nó đi tới hình như đâu 5 vàng, 5 vàng dao. 5 vàng dao nha, một trục mà đi 5 vàng dao luôn. Ôi, cái này cỡ cái cây bằng cổ tay. Nói chung là cổ tay nữa, cổ tay là nó quấn ra nè. Quấn nát, xài nát kinh khủng luôn. Ở còn con mấy đào này, mấy đào gì đó? Con này là con IHI 30GX đời cao đích tròn. Bơm bê tông, tay lái thị lực. Bánh xích cao su. Bánh xích cao su. Con này rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Giá bán có rùa thỏ luôn nha anh. Con này có giá bán là 175 triệu luôn anh. 175 triệu. Đúng rồi. Tại như mình mua cao mình bán cao, mình mua thấp mình bán thấp, nhưng mà con này giá cũng vừa tầm, không cao không thấp. 175 là vừa rồi. Vừa tiền. Túi tiền. Như con này á, nếu mà hàng mà đúng thời điểm cao nó phải 200 mấy lần anh. Đúng rồi. Đó. Cái này 175 về hàng chất lượng không? Con này bao chất lượng anh, bao test thoải mái. Bao zin luôn. Bao zin một. Máy móc có đụng chạm gì không? Em bao zin 100%. Đó, em bao gọi là em bao zin 100%. Chỉ có lô 4 cái răng đầu thôi. Đó. Có 175 một cái răng đó, thì răng này răng cậy đá luôn nè. Đó, răng đó thì em gắn cái răng mới thôi anh. Răng cậy đá luôn. Đó, phải vừa... nói chung là mình ở đây mình có răng làm mà ở đây nó có bán thì mình mua mình gắn vô cho bà con ta xài thôi anh, làm đâu có tiền đúng không? Răng đất nè. Còn con này là con cũng là IHI luôn. IX 30G 1,5 đó, là cũng không 1,5 luôn. Đây giá chỉ có 150 thôi. Đời nó không cao bằng đời nó không cao bằng con này, còn đời con này đích vuông. Cũng là bơm bê tông tay lái kẹp nách luôn. Đó, nhưng nó không có rùa thỏ. Bánh cũng xích cao su. Xích su luôn. Nói chung xe ở đây là em bao test thoải mái anh Thành à. Máy móc thoải mái. Đó. Nếu anh em nào có nhu cầu thì gọi 0972845124 gặp Phong nha. Đây cũng còn cái tờ nhỏ nữa mà cũng chưa có dọn. Dạ. Để em dọn lên đi. 0972845124. Đây là cái cần đó nè anh. Ta nói nè. Cần đó. 2 tấn 2 3 khúc nè. 1 2 3 khúc nè, cái đầu trâu kìa đó. Rồi. Vào đây. Ô, cái này đường giao lớn dữ ta. Con này cắt cỏ hiệu Honda 2 cầu. 2 cầu. Đường giao của nó là 1m2 mà nó gọi là sàn xe luôn. Sàn lam. Sàn xe luôn. Sàn lam. Đó. Đường giao 1m2 đúng rồi. 1200 nè. Máy Honda 13 ngựa. Máy Honda 2 cầu. 13 ngựa. Hero Tatis là cái này là nó xài chạy bằng dầu. Đúng rồi. Con này có giá con này là hơn 50 triệu một tí xíu. Hơn 50 triệu. Đó. Cái cỏ này cũng nhiều, còn nhiều hai lắm. Hai cầu luôn. Hai cầu luôn. Có bẻ mình không? Con này nó không có bẻ mình anh. Nó chỉ có hai cầu thôi. Lái đằng sau. Mình lái đằng sau anh. Cầu sau, cầu dòng. Đó. Giữ ta. Đừng có cầu trời là được thôi. Nó không bẻ mình mà mình phải bẻ mình. Tiếp theo đây là một con cũng là cắt cỏ. Đường kính của nó tầm khoảng 1m anh. Đó, giá thành con này chỉ có 37 triệu thôi. 37 triệu. Dạ, đó. Nói chung là nhiều loại, nhiều giá cho anh chị và bà con mình mua được hết á. Con này đường giao nó bao nhiêu? Cũng cỡ 1m anh. Model của nó mấy? Model của nó là thường này là 9 tấc á. Này cũng 9 tấc 1m2. Cái này Mitsu anh. Cái này Mitsu. Mitsu. Con này Mitsu tầm con này 13 ngựa luôn. Mitsu 13 ngựa. Cái mà cái này á, là thông thường là nó làm một cái bộ sườn riêng. Rồi nó bán cho nhiều hãng để nó ráp vô. Đúng rồi. Giống nhau à. Dạ nó cũng giống nhau hết anh nè. Tất mét mét hai. Đúng rồi, nó tự nó giống nhau hết á. Ăn thua cái con xích máy thôi. Máy rải phân nè. Đúng rồi, đang còn một con máy rải phân anh. Hay hơn bánh xích. Bánh xích. Con này giá rẻ. Nhiều rẻ. Có 25 triệu thôi. Kubota. Kubota. Đó.
Toyota, hộp số chạy rồi đàng hoàng. Cái này vừa chở hàng được, chở phân vừa được. Chở hàng cũng được mà vừa chở phân cũng được. Nếu mà khi nào mình chở hàng thì không mình, anh, cái này là nó bỏ phân vô là tự nó trộn luôn. Thì nó trộn xong là tự nó rải hơn trước luôn anh nha. Đúng rồi, tự rải luôn. Ý là mình bỏ hàng đây mình chở được nè. Đúng luôn. Ừ. Mình bỏ lên trên cái đó mình chở. Chở lúa chở đồ được ha. Muốn chở thì chở anh Hạnh ơi. Rồi cái mà cái máy phát cỏ mâm xay ngay chỗ em đang ấy chín tất đó, cái đó nhiêu? Con này 25 triệu anh. À cái con này tới 1m2 gì nè. Này là con phát cỏ mâm xay. Thì con này á là nó chuyên vừa cỏ tạp và cỏ lớn, cỏ nhỏ, nói chung kính thưa cắt là kiểu cỏ. Nó đều cắt được hết. Như vậy là cắt là nó sẽ gom qua một bên cho mình luôn. Cái này cắt cỏ dây được luôn nha. Tất cả đều nó có gì người ta. Tại sao? Nó có cái đồ lùa nè. Đúng rồi. Có đồ lùa. Tại vì nó xài bằng dao luôn. Nó xài bằng dao mà nó không có cái miếng lùa là nó không cắt cỏ dây. Nó xài bằng dao ship anh. Đây. Nó xài bằng con dao ship mà ship ra ship vô nè. Đó. Cái này nè nó có hai cái đường này nữa, thì nếu mà mình sử dụng mà bốn dao. Thí dụ mình sử dụng cắt cái cỏ mà như cỏ sân gôn thì mình gắn thêm hai dao này vô. Thí dụ mà cỏ tạp mà dày anh thì mình phải gắn thêm vô. Thí dụ mà cỏ dày. Còn cái này là cắt cắt cỏ được luôn. Cắt cỏ voi. Nó vừa cắt cỏ voi, nó vừa cắt cỏ được luôn á. Vừa cắt tinh luôn. Cỏ rôm cắt bắp cắt đồ được, cắt cỏ được luôn. Đúng rồi. À. Nó chuyên mà. Chuyên cắt cỏ đồ cho bò đó, đó. Mới ghê hả? Mới kinh. Mấy chiếc đó mới. Chiếc đó mấy tiền? Tôi đó khoảng tầm 12 triệu rồi anh. 12 triệu. Ủa còn cái máy gì lạ lạ đây? Mày bấm cây anh. À, bấm cái này chuyên bấm cành nè. Chuyên bấm cành. Nhìn cái học nó là biết chuyên bấm cành rồi. Nhiều khi người ta không biết á là cái loại bấm cây và cái loại mà bấm cho bò nó khác nha anh nha. Đó. Là thí dụ mà nó xài bằng búa thì nó sẽ là bấm cây. Cái này bấm bằng búa nè. Này bấm búa nó xài bằng bấm cây, còn thí dụ mà xài bằng dao. Một cái tí xíu nữa em sẽ quay cho anh, em chỉ cho anh một cái con dao là nó sẽ đúng là rồi. Bấm dao nó sắc xuống gì? Đúng rồi. Sắc nhưng mà có hai loại nha, có loại dao sắc cành nữa nha. Chính xác. Bấm cành nữa nha. Thì cái này nó vừa bấm mà nó vừa bào luôn anh. À. Đó. Cái này có được cũng khoảng 12 triệu thôi. À 12 triệu. Cũng còn dư cái cây kẹp nữa anh. À. Kẹp gỗ. À. Rồi, chiếc xe rùa này hai cầu luôn. Hai cầu, ben để. Xe bằng xe công nông, xe sới. Hai cầu, có ben luôn. Có ben có đề luôn anh. Chiếc này 50 triệu không? Hơn chứ anh. Hơn hả? Dạ. Là bao nhiêu triệu? Con này nó khoảng 6 mấy triệu anh. À, dạ. À đúng rồi. Chiếc mà chiếc một cầu kia là nếu mà đẹp có ben là người ta bán 50 rồi. Quên. Một cầu á nếu mà không có ben á thì bên em cũng còn 3 chiếc. À. Giá nó khoảng 45 tới 48 triệu thôi anh. À. Là nó có đề. À. 48 mà không có đề thì 45. À. Còn 3 chiếc rất là đẹp sau lưng anh luôn. À vậy. Tí xíu nữa cho anh quay tới. Còn chiếc này khoảng 60 hả? Con này hơn 60 xíu anh. 60 hả? Dạ. À. Có đề luôn. Có đề, có ben đầy đủ. Động cơ hàng hiệu luôn. Động cơ hàng hiệu. Đời mới luôn. Đây, cái này là bấm cỏ nè anh. Đó. À, bấm cỏ. Nó xài bằng lưỡi dao bấm cỏ mấy dầu. Đúng rồi, đó bấm cỏ, mấy dầu luôn. Mấy dầu. Chiếc đó nhiêu tiền? À, cái này thì cũng khoảng 15 triệu anh. 15 triệu. Đúng rồi. Chiếc này là bấm cành nè. Đó, bấm cành mới. Chuyên bấm cành. Mới ken xà ben. Ừ. Mới ken xà ben luôn. Shindaiwa là của thằng Shindaiwa. Của thằng Kawasaki hả? Không, tầm 7. Shindaiwa này là của thằng gì quá rồi. Thằng gì quên rồi ta. Shindaiwa. À, Robin nhưng mà đời này xài cò IC đời cao. Đời cao. Ok. Về. Đời mới mà nhìn nó mới chát rồi mà. Rồi nhiêu tiền chiếc này? Chiếc này 15 củ anh. À 15 củ, chiếc dạ. Này bông cành ngon lắm. Bông cành ngon lắm, nó bông đã lắm. Khỏi chê. Bao chê. Này 8 bánh 4 cầu. À xe cắt cỏ ngồi lái sao bỏ đó. Nói chung là để lấy đồ che lại cho dạ. Nó phải ấy hả? Nó có cái mâm đó. Cái mâm đó là mâm sàn luôn đó anh. Mâm sàn mâm luôn. Đúng rồi, nó sàn mâm luôn. Sàn qua sàn lại được luôn. Dạ. À. Cua ta hả? À, cua ta. Con nói nhiêu? Con nói 35 triệu anh. À. Cua ta. Con này đường dao tới 1 mét luôn nè. Chính xác, nó là 1 mét đó. Ừ. Rồi. Con này cua ta 8 bánh 4 cầu anh. Tấn rưỡi. Tấn rưỡi. Tấn rưỡi mà chở 2 tấn rưỡi không được. Có ben luôn. Cao Buta luôn hả? Kubota luôn. Kubota. Mấy dầu mấy máy? Ba máy Kubota mới tinh tươm luôn rồi. À. Mới tinh tươm. À. Hàng hệ luôn. Con này 3 tiếng 3 lùi. Còn mới vô đô rồi còn sáng mới bóng à. Dạ. 8 bánh. 8 bánh 4 cầu. Chiếc này bán nhiêu tiền? 85 triệu anh. À.
Rồi một con Saburi. Shibura. Cái cỏ Shibura đường kính 1m2, động cơ Shibura 3 máy dầu. À. Trợ lực lái. À. 3 lưỡi dao. Ừ. Đó, con này cắt rất là ngon luôn nha anh. Xài máy dầu á, con máy dầu. Con này ta lấy gật gù luôn anh. Con này máy dầu luôn. Ta lấy gật gù luôn. Tổng của nó mình đo khoảng bao nhiêu ta? Bên đây qua bên kia là 1m2 anh. Hơn á. Hơn 1m2 em đo rồi. 1m2 à? Dạ. À. Máy dầu luôn. 3 máy dầu. Máy rất là mới. Máy Shibura luôn. Đây. Đèn thui thui lùi. À. Con này mấy chục? Con này 65 triệu anh. À. 65 triệu. Bánh sau bánh to ha. Bánh chập bá lửa. Ồ, bánh sau bánh to. Bánh gai mãng cầu. Thiết kế thêm cái mọt kéo nè anh ha. À. Kéo mọt được mà. Ừ. Dòng này để nó chế thường thường phát cỏ nó hạ rớt cái bộ dao xuống được luôn mà. Đúng rồi, cái này nó xài tháo rất nhanh đó được mà. Nó xài tháo rất nhanh hết anh. Tháo rất nhanh đó. Kìa rút cái chốt ra thôi. Biết cái loại này mà. Đó cũng đúng anh. Bể đít hả? Đít nhựa bạn. Không anh, cái này em làm lại. Em dặm sơn tí xíu lại mini. Đây mấy đây mấy kéo đây hả? Đúng rồi. Ba con công nông luôn. Ba con này là chưa không có ben. À, quên có ben không? Không có ben anh, có đề. Như những con có đề như vậy là 48 triệu. À. Như con kia không có đề 45 triệu. À. Con sau cũng vậy, có đề cũng 45 triệu luôn. À 45 đó. Triệu. Không có đề 45. Hai con không có đề 45. Đúng, một con không có đề là 45, hai con có đề là 48. À hai con có. Bao đề. Giá rẻ nhất luôn mà. À. Toàn cỏ Việt Nam. Dạ. Đây một con thứ dữ nè. Phát cỏ trục 3m4 em còn hai con lận. À. À, khi anh con đây anh con á. Đúng rồi, hai con lận. Giá anh. Bằng nhau hả? Giá nó bằng nhau anh. À. Nó xem nhau à. À. 0972845124 gặp Phong ha. Rồi. À, rồi còn gì nữa? Ê, chiếc kia chưa dọn hả? Cái đó ăn cọc rồi anh. Ăn cọc hả? Con nó ăn cọc rồi. Cái này ăn cọc chưa? Đang dọn. Con này đang dọn anh. Đang dọn. Con kia cũng đang dọn. Con kia cũng đang dọn. À, rồi con nào đang dọn thì khỏi. Dạ. Con này dọn chưa? Khỏi dọn. Dọn khỏi dọn. Ý là dọn mâm ra chưa? Bắt đầu nhậu. Chứ không phải là. Rồi cô chú anh chị và các bạn nào mà ưng ý một trong những cái con mà anh Hạnh quay á thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0972845124 gặp trực tiếp em Phong nha anh chị nha. Rồi. Rồi. À, bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi 0972845124 gặp Phong nha. Còn nếu muốn gặp Tâm thì 0903656705. Rồi. 705 là anh Tâm nè. Phong Tâm đây là Tâm Phong. À, cho phỏng vấn này tí xíu. Dạ. Có một cái nó lấy giả cái kho hàng Nguyễn Văn Ninh thì Nguyễn Văn Ninh ở dưới đó nó có một kho hàng chính gốc của nó đúng không? Dạ không anh, không nó là luôn, không hả? Có cửa hàng gì hết á, là cái, nó cái đó là một cái đường Nguyễn Văn Ninh. Mình xem cái địa chỉ đó là đường Nguyễn Văn Ninh thôi mà không nó anh, lấy tên là nó là lập Nguyễn một cái, Ninh. Cái đó gọi là nó lập một cái nick ảo. À. Nó lập một cái nick ảo trên fanpage á. À, là Facebook nó trên Facebook á và ừ. Em cũng nói với anh em luôn là em chỉ có nhờ anh Hạnh quay hoặc là em quay thôi. À. Đó là chỉ có đăng trên YouTube chứ không bán bất cứ các trang mạng nào hết. À. Để tránh cô chú anh chị bị lừa. Thì em chỉ xài đúng một số điện thoại này thôi nha. 0972. Em chỉ xài đúng một số điện thoại đó thôi. Em 124. Em sợ nó ăn cắp video mà em phải dán trên đây luôn là anh biết rồi đó. À. Đó. Vậy mà nó cũng lấy được. Vậy mà nó còn lấy đó được. Thì sẵn ở đây mình nói luôn nè. Tất cả các anh em đừng mua hàng nông cơ trên Facebook hoặc Zalo. Zalo thí dụ mà như vậy bên đây thì có số em đây thì kết qua Zalo của em thì được. Đó. Có số em đây thì kết qua Zalo của em gọi trực tiếp. Mình phải gọi trực tiếp mình xem cái hàng nó như thế nào với lại gặp đó, ông chủ gặp, nữa. Đúng rồi mình phải gọi gặp mình coi mặt chủ nữa. Phải đúng mặt của em. Còn mấy thằng nó kêu bị lỗi camera rồi là xạo hết. Cái đó là xạo anh. Cái đó là xạo hết. Lỗi phanh phay, lỗi camera là xạo. Làm ăn mà nói như lỗi vậy là không được. Có nghĩa là nó không dám cho gặp ở trên Facebook, không dám nhắn tin Facebook mà buôn bán Facebook, chỉ có nhắn Zalo nó sẽ thu hồi được tin nhắn. Mình xem những cái người ta bị nó mua bán xong nó thu hồi hết tin nhắn lại. Đó. Thì là các anh em chỉ có thí dụ Zalo chính chủ, còn tất cả những cái Zalo hoặc trên Facebook đều là ảo, buôn bán là giả ảo hết. Thành ra các anh em mua nên mua trên YouTube. Chính rồi gọi xác. Điện rồi gặp nhau Zalo thì mình gặp mặt nhau vậy. Còn mấy anh em có nhiều anh em kỳ lắm, kêu bây giờ tôi muốn xem cái hình dễ quá trong cái video nó chụp màn hình
chụp màn hình cái nó gửi hình thôi, còn anh mà... anh muốn thì cứ là trực tiếp. Mà không phải một mình bị anh à. Rất là nhiều nông cơ ở đây nhiều ai cũng lắm. Bị hết á, kể cả trên Sài Gòn, trên Đà Lạt vẫn bị à, nó lấy hết em. Luôn lấy hết. Bây giờ là lấy hình là nó giả ra này à, nông cơ Nguyễn Văn Châu, mai thì nông cơ Nguyễn Xuân Ninh à, Nguyễn Văn Ninh này nọ các hơi nó tùm lum hết. Thành thử ra các anh em mình khuyên một điều, đừng mua trên Zalo và Facebook, cứ gọi à, điện thoại trực tiếp số điện thoại là ok, cứ cứ YouTube nó là. Có sẵn hình ảnh đầy đủ đó. Còn ba cái hình chụp thì nó dễ quá, nó chụp màn hình cái nó gửi cho anh thôi chứ có gì đâu, quá đơn giản đúng không? Còn dư hai ba cái cabin nữa kìa. À, rồi bán chào anh em nha. Rồi nếu có nhu cầu thì cứ alo cho Phong hoặc Tâm qua số điện thoại 0972845124. Rồi xin chào anh chị nha. Rồi.